Câu hỏi đến từ khán giả Hà Tô Hùng. Khán giả hỏi là hiện nay gia đình tôi có một con bê nuôi được khoảng 13 tháng tuổi. Chỗ ức ở ngực phía bên phải bị sưng to lên giống như là một cái u và khán giả băn khoăn không biết đây là cái bệnh gì. Khán giả hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào. Và trong câu hỏi này thì khán giả cũng có gửi cho chương trình một số những cái hình ảnh. Xin được mời chuyên gia Trương Văn Dung quan sát và tư vấn cho khán giả. Vâng, xin chào khán giả Hà Tô Hùng. Thì với một cái khối u nó xuất hiện, và rất cảm ơn là khán giả cũng đã gửi cái hình ảnh về để cho chúng tôi quan sát. Thì tôi cho rằng đây là cái hiện tượng nó bị cái ổ áp xe. Thế nếu như mà cái ổ áp xe nó mới xuất hiện thì chúng ta dùng các cao dán. Cao dán có thể mua ở các cửa hiệu bán thuốc của cho nhân y ở ngoài có cái cao dán rất hay, và chúng ta dán trên đấy và nó tự bản thân nó có thể tiêu đi. Nhưng nếu như cái ổ áp xe mà nó đã sưng lên to rồi thì chúng ta cần phải phẫu thuật, thực hiện tiểu phẫu thuật để mà loại bỏ cái khu này thì nó mới khỏi được. Thì ở đây thì tôi tư vấn thế này. Nếu trường hợp mà nó bị nhẹ, nó mới bắt đầu gọi là giai đoạn mới sưng lên thôi, thì chúng ta dùng cao dán để chúng ta dán. Thì chỉ cần dán độ khoảng 3 lá cao. Mỗi một lần đã cao độ khoảng 3 ngày, sau đó thay cái lá cao khác khoảng 3 ngày thì tôi nghĩ là nó sẽ tan. Thế còn nếu trường hợp mà nó bị khối u nó đã lớn lên rồi thì chúng ta phải thực hiện phẫu thuật. Thì để phẫu thuật ấy, thì trước hết là dùng kéo cắt bỏ lông ở xung quanh cái khu đó. Thế sau đó thì chúng ta dùng cái thuốc Lovocaine 5% phong bế xung quanh cái khối u. Thế và sau đó dùng cồn iodin 10% để mà sát trùng toàn bộ cái khối u đó. Và sau đó chúng ta dùng cái kéo vua, tức là dao vô trùng, để chúng ta mổ hình chữ T. Và chúng ta lật cái hình lên và chúng ta lấy toàn bộ cái khối u và máu mục trong đó lấy thật sạch. Thế xong dùng cồn iodin sát trùng một lần nữa thật kỹ. Thế rồi sau đó dùng penicillin và streptomycin trộn đều với nhau và bôi thuốc vào bên trong. Thế sau đó thì chúng ta bắt đầu thực hiện cái biện pháp, tức là khâu lại, khâu cái vết thương lại. Thế khâu vết thương lại rồi thì chúng ta thực hiện là dùng cái amoxicillin hoặc là enrofloxacin. Chúng ta tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp 5 ngày liền để chống hiện tượng bị nhiễm trùng bên trong. Đấy, và dùng thuốc bổ gatosan 10%, tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp khoảng 3 ngày. Đấy. Thế nhưng mà cái chỗ vết thương đó thì cứ mỗi một ngày chúng ta lại dùng cồn iodin sát trùng một lần. Đấy, và một lần hoặc hai lần cho đến khi độ khoảng chừng 10 đến 15 ngày gì đó thì cái vết thương nó lành hoàn toàn rồi thì chúng ta cắt chỉ. Đấy, cắt chỉ đi và sau đó thì chúng ta lại dùng cồn iodin sát trùng lại lần nữa. Đấy, thì như vậy nó sẽ yên tâm và nó không bị tái phát trở lại. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung ạ.